Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác nhé. Ngày hôm nay bên em về tiếp tục lọc xì DBX 2231 hàng bãi xịn và dòng nâng tiếng Benninger EX 2100 và 2200 các bác nhé. Đấy, đây là cái lô nâng tiếng mà rất huyền thoại về chất âm và lọc xì cũng vậy. Lọc xì DBX 2231 nó là huyền thoại các bác nhé, rất đáng để chơi và sưu tầm. Thì cái lô nâng tiếng này về bên em cũng báo giá luôn là 2.500.000 một con. Bao ship tặng đủ dây rắc cho bác nào dùng âm ly hay cục đẩy. Và lọc xì DBX 2231 cũng là 2.500.000 các bác nhé. Đây là căn lọc xì DBX 2231 hàng bãi xịn này và nâng tiếng Benninger. Thì số lượng Benninger nâng tiếng là có 30 con và lọc xì DBX 2231 có 50 con các bác nhé. Và đây có một con EX822. Đây là con này cũng rất huyền thoại các bác này. Đấy, con này thì có giá là 2.700.000 các bác nhá. Và bên em về có cả dòng feedback chống hú của Benninger có 3 con. Đấy, bác nào mà thích feedback chống hú này, con này thì em cũng mới nhập về và cũng mới làm các bác nhá. Con này nếu mà bác nào đã chơi rồi các bác và anh em biết chống hú của nó cực kỳ hay. Rất nhiều các tính năng chống hú ở trên con feedback Benninger này. Đấy thì con feedback Benninger này thì với có giá tiền là 1.800.000 bao ship các bác nhé. Đấy, con này còn hàng còn rất đẹp các bác này. Lên sầu 1.2.4.5.6 bình. Đấy, có con trung hú này vào các bác và anh em có thể là tăng gain này. Đấy, tăng gain chọn các chế độ. Thì con này để em sẽ tìm hiểu và em sẽ làm một cái video hướng dẫn cho các bác và anh em chơi. Lên sầu 1.2.4.5.6 bình lên. Đấy là con feedback chống hú của Benninger các bác nhé. Với giá tiền là 1.800.000 bao ship thì dòng này em có 3 con thôi, có 3 con feedback. Nhưng mà bác nào mà quan tâm đến feedback chống hú này hay là nâng tiếng hay là lọc xì DBX 2231 thì các bác và anh em liên hệ với em theo số điện thoại của Trần Hưng Audio 0972951003 hoặc là Hương Sang Audio 0979987696. Rồi em cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video. Chào tạm biệt các bác.